Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Yu-Gi-Oh! Bao gồm kéo tiếp. Thì đây là cái phiên bản The Shadow Rim. Để coi nào, nó là bản Darkness Return nha các bạn. Thì bản này chúng ta sẽ đấu với Maric. Đây là series mình hợp tác với bạn Okada Hanabira. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với ván bài số 5. Những gì cần nói thì mình đã nói ở cái tập trước rồi, cho nên tập này thì mình chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Rồi để xem nào. Rồi ông bạn mình thì ổng có học cách xài cái lá điểu ma này cũng được. Tạm gọi nó là điểu ma đi các bạn, chứ mình cũng chưa biết phải gọi nó là cái gì. Tại phong điểu đó là tên của một lá bài quái rồi, thì mình phải đổi con này là điểu ma đi. Tại vì nó cũng tà tà. Giọng của Maric lúc này nó hơi gằn ha các bạn, giống như là giọng của một con quỷ vậy đó, chứ không phải là giọng người nữa. Thậm chí là nghe nó hao hao giọng mấy con orc các bạn ha, mấy con orc chẳng tin ấy. Rồi ok, con này thì đúng kiểu Maric rồi mà giờ không bắn được. Rồi để xem nào, úp con này xuống cũng được. Rồi vô, là sao anh sẽ tự dở lên, mình chấp nhận mất bài cũng được. À không dở, bản này ai được chế là hay đấy, nó không dở cái lá bài đó lên, thật ra chắc là nó sợ nó lỗ nên nó không dở. Rồi mình bỏ on, không lấy lại thì thôi. Như là mình khiến cho nó không cộng máu được rồi. Ông bạn mình ổng dùng mấy cái lá chấm hỏi là để loại con ngàn chín, nó không cho nó cộng máu thôi. Rồi ok, gọi con này ra thì cũng được, nhưng mà vậy thì cũng ảnh cũng lỗ. Cái này là Bakura đấu với Maric các bạn. Chúng ta đang là Bakura nha, chứ chúng ta không phải là Yugi nha các bạn. Bản kia thì chúng ta mới là Yugi đấu với lại Bakura, còn bản này là Bakura đấu với Maric. Trời ơi, chơi vậy luôn á hả? Ông bạn mình nó cứ tổng tấn công nha. Rồi hết kệ, con gọi lá này lên làm gì vậy ông hai? Hiểu rồi, ổng lại dùng hai cái đó, ổng còn quăng vô. Thì ra là vậy. Rồi sao không sao hồi lại được lá này về cũng tốt, coi như là mặc dù hồi nãy mình thí nó thì mình cũng hơi tiếc. Nhưng mà thôi xét cho cùng cũng không sao các bạn ạ. Tại vì đơn giản là mình loại được cái con kia không cho ảnh cộng máu là chúng ta thành công rồi. Để anh cộng máu rồi lát nữa anh có lợi thế, phiền lắm, nhiều khi kéo máu không kịp. Cái lá này thì nó chỉ lật bài của đối phương thôi nha, cho nên là không sao. Anh không có bài trap thì không có gì đáng sợ cả. Cái gì đây? À lấy lại lá này hả? Rồi cũng được, ma điểu trở lại. Dứt. Rồi xin nhẹ của anh ngàn thì cũng được. Rồi có gì đâu, bất quá thì chúng ta lại có con cánh cục đúng không? Cái lá này đi qua đây thành quỷ rồi, nó không phải là con cánh cục nữa. Bên này nó có rất nhiều cái này nha, cái này mấy cái dòng này hình như nó là cái dòng, con cái lá này là xiết cái tay nè, cái này là xiết cái chân, à cái này là xích chân, còn đây là xích tay các bạn. À rồi thủ, à đúng rồi, cũng này phải thủ tại ổng quăng cái lồng ác mộng ra rồi, mình không thủ không được. À, con này thì nó chuyên đánh quá hệ bóng tối. Nó đánh xong cái là con đó là bóng tối là đi luôn. Con này là bóng tối mà chỉ cho bóng tối các bạn. Tại nó là con đĩa macaron. Macaron dạng đĩa các bạn. Cái này macaron này là chắc hơi bị lợi hại rồi đó. Oh, tiến tới hai con à. À thần ra Bakura là xài Zop, còn Maric là xài thần ra. À quên mất. À quên, hình như là thần ra bên phiên bản này là kháng tráp các bạn. Tại thần ra bên bản này hình như được mod lại từ cái con bắt cái lá bài kháng tráp, không phải cái lá bài mình lên hoàng đế và dạng kháng tráp á. Rồi vậy thì thần ra xin mời ba vô. À wow. Rồi cái này mệt rồi đây. Và để chúng ta kéo được hết máu của ảnh cho một lượt không nhỉ? À được, hay quá, không cho ảnh gọi mấy cái đồng xu của ảnh ra, có mấy cái đồng xu đó mình cũng mệt lắm. Yeah. Tức tới bài màu chưa anh trai?
vậy thì chúng ta làm tiếp dán số 6 nè, tức là dán thứ hai của tập này. 46 đó, 46 khá cân bằng chứ, mình thích mấy dán cân bằng giống vậy. Tại nhiều khi trên lệch bài quá thấy nó không công bằng lắm, ví dụ như cái phương cầm nhiều mà ta cầm ít, nhiều khi ta thua tại ta hết bài chứ không phải là tại vì ta chơi dở. Cảm giác nó hơi buồn. Lost Potion bên này thì nó được mod lại ra hình dạng này, một chức năng thay đổi, hệ của không thay đổi. Dặn vô. Rồi, cũng tốt thôi. Rồi, úp xuống cũng thôi, tại nó đang có trap, cái này mình bắn thí các bạn. Rồi, ok. Vậy là nó không phải là lá chống công, hoặc là nó thấy con này bèo quá nó không thèm chống. Có hai trường hợp, nhưng mà AI thì thường nó ít khi nào mà nó thấy bèo nó không chống, nó kiểu gì nó không chơi à. Nhiều khi nó dùng cái lá Kamayoko á, tức là Marufo, nó chưởng luôn mấy cái lá yếu yếu này của mình. Thành ra chơi với máy đôi khi mình bắn thí được, còn đôi chơi với người chơi đôi khi người ta chấp nhận cho mình bắn thí vậy phát. Tại cái lượng sát thương đó nó không đáng kể các bạn. Rồi phá luôn. Có gì vậy? Cái gì ông hai? Cái này là ông tự phá ông ơi, ông rồi sao chứ ông bấm theo quán tính rồi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, không là ông tăng. Không phải. Hình như là ông đang thấy ván bài này dễ quá, ông cố tình ông tự bóp cho game nó khó đi một chút á. Tại vì pha nãy nếu mà mình chơi thành công là mình hình như là mình có cơ hội là mình ăn trắng rồi. Rồi thôi kệ sao không được, chắn bài nó phải kéo dài xíu chứ thắng lẹ quá cũng không hay. Tại tốc chiến nó cũng đôi khi chán lắm các bạn. Cái này là dọa đối phương chứ có lấy chứ có chống được đâu. Con Lost Potion lại văng vô nữa rồi. Ở bên này nó vẫn là thực vật luôn các bạn. Chỉ có điều con thực vật này nhìn nó chả có mấy sức sống nào cả. Cái này chắc thực vật với âm ti á. Rồi dứt luôn, chắc thắng rồi. Tại vì chúng ta kéo 3.000, đối phương còn 650. Nó thấy con tao một nữ quỷ ở đây thì kiểu gì nó chẳng quăng bài ra nó đánh. Mà nếu nó đem bài ra nó đánh mình thì nó đem bài ra đánh mình thì chịu rồi thì mình phản đòn cái là mình ăn rồi. Rồi ok, dứt. Mình hiểu con Lost Potion tập này cứ nhảy ra nhảy vô hoài. Hơi nhanh đấy nhưng mà thôi kệ cũng được. Để coi. Rồi bây giờ tới dáng số 7, tức là tập dáng thứ 3 của tập này. 46 đâu 46 nữa, hay đấy. Rồi chuyện chúng ta có Hades rồi. Nhưng mà ra hai con summon cùng lúc mà không có quái thượng này là hơi nguy hiểm nha. Motor Reborn ra lúc này không biết nghĩ trời đó còn ra thêm thổ ấy chuyển sinh nữa là chết rồi. Rồi để coi ngàn, mỗi đường nó cộng ngàn mà mình lấy của nó 500, kiểu này chắc mình đổ sặc máu rồi. Rồi ok, mất ngàn rưỡi vẫn mất ngàn rưỡi như thường. Rồi để coi, hay quá, có lá này cũng đỡ mình. Cái này là mình kéo được bao nhiêu máu của anh đây mà mình kéo 500 ảnh hồi ngàn thì mình lỗ. Rồi chúng ta câu được hai lượt các bạn. Kệ nó thôi, câu được hai lượt thì mình cũng mừng. Trường hợp này AI nó sẽ cố gắng nó summon thật là nhanh, cho nên là mình chả kéo được bao nhiêu máu đâu. Nhưng mà điều này vô tình tạo điều kiện cho mình được hồi sinh lá bài của ảnh. Tức như là mượn để đè thôi. Rồi xong, mình ra con Hades luôn. Mà con này ra rồi là miễn hồi sinh nữa. Ủa lá gì lạ quắc này. À lá này là mod lại từ cái con chuyên đi đào mộ thôi. Nó lấy một lá phép của mình, nhưng mà đổi là khi mà nó dùng cái lá phép đó thì nó sẽ bị hao bao nhiêu ra 2.000 máu. Rồi chính xác rồi. Cái lá này bên bản Legacy hơi bị nguy hiểm, nhưng mà bên bản này mình không thấy nó có cái gì nguy hiểm cả. Chắc là do giữa hai phiên bản nó có cái sự khác biệt nhất định các bạn. Ủa vậy con này nó đâu có chống hồi sinh được đâu ta, chắc nó chống được effect thôi. À
can up basically mình phân hoặc là cái dòng này nó không có giá trị, tại con này nó không ghi là có effect. Rồi kệ cũng sao, có hay không quan trọng, con này nó mạnh về mà nó 6 sao mình cũng thấy ok rồi. So với Summon Cool nó mạnh hơn nhiều. Điểm công thua có 50 hơn mà điểm thủ nó hơn tới 400 lận. Đúng rồi, đạp nó luôn. Phá được con này là mình đỡ mới lo mất máu. Nó blip một cái là mình mất máu. Đúng rồi, bảo không chi thực phá luôn. Metal 4 à? Rồi không sao. Rồi có lá này ngon, quăng ra hồi luôn, mình đè con quỷ mãnh thú của mình lên. Đầu tiên là mình gọi con linh hồn của đất lên trước đã. Rồi xong. Con này là mãnh thú của Clipper các bạn. Cái gì ông hai? À chắc ông muốn chì vô đè. Nhưng mà đè chi lượt này phí, ông thừa sức giết cả hai con mà. Ông bạn mình đôi lúc ông tính mấy cái nước đi khá là lạ các bạn. Hoặc là cố tình để cho cái bắn game nó dài ra. Tại à, vậy như ông biết là ông quýnh tối ưu á, thì ván bài đôi khi nó bị ngắn lại cho ai hơi bèo. Cho nên đó là ông muốn cái ván bài nó phải kéo dài ra một tí. Trường hợp này gắn cái sừng vô thì hơi lỗ. Ồ là cái con đĩa hút máu. Qua đây nó hình hệ máy móc các bạn. Bên kia nó là côn trùng, bên này nó là máy móc. Nói chung là bên kia thì chơi, bên bản gốc thì chơi hệ sinh vật, qua đây chơi hệ robot các bạn. Nghe như hình cây em bắt cái nhỉ. Rồi bắn luôn không sợ. Con này bên này thì chỉ là quái thường thôi, không phải là quái có cái khả năng lật bài. Tại bên này nó không được mod lại từ con linh hồn của nước. Rồi để coi ông bạn mình phá lá nào. Nếu là mình thì mình cũng không phá con đĩa đâu, mà mình sẽ phá cái hai, một trong hai lá kia. Rồi đó ok, hay quá, mấy tí nữa là bị vừa cộng máu cho đối phương vừa mất máu mỗi lượt rồi. Rồi sao chúng ta không gắn cái sừng vô làm gì cả, tại vì nếu vậy thì nó cũng được cộng nhiều hơn. Con này cộng vô cũng được có 800, không ăn thua gì. Mà cái này phải xem lại, chắc ổng cộng vô quá. Rồi giờ thì ổng chơi luôn rồi. Lũi ê, nó mà phá được lá này của ông cái là trong hai lượt ông không rút được bài nha, không coi chừng. Tại nhiều khi nó qua huyết pha còn phong bạo ra cái là hai cái lá này nó sẽ tự trở về bộ bài. Trong hai lượt là mình không có rút được lá khác là mình mệt đấy. Tại mình cần quái để chơi. Ổng, rồi cái này thì mình lỗ rồi. Rồi sau hai lượt là coi như nó hồi lại được đúng cái lượng máu mà nó mình vừa lấy của nó. Gián này Bakura đánh lì nè. Thế là đó là Maric đánh lì nè, ok lộn. Xin lỗi tại hay như không nhớ mình đang đấu với ai. Rồi vô. Rồi. Không sao. Vô tiếp. Lá này nguy hiểm. Rồi chứ mình nói mà giờ hai trong hai lượt là chả ra được lá nào ngoài hai cái sừng rồi. Còn thôi giờ mình phải đè. Ở mà đừng đè để thủ đi. Thôi con nó dở trò gì, dù nó bắn mình đã mình kéo bài của nó. Nữa hả? Còn cái xiềng chân này nguy hiểm nha. Ở đó nó là con ánh cục cơ mà. Cho xuống hố ngay đúng không? Một lá bài thì không xứng đáng với là 1.800 rồi. Rồi. À, cái gì vậy ông hai? Thiệt luôn. Cái ông tính để họ lật qua nhưng mà nó đang có cái xiềng chân ông ơi, nó quăng ông vô lỗ hai lá này rồi. À, chắc ổng tính chơi theo kiểu là lì rồi các bạn. Dạ như là cho hai lá này nó hồi lại hoài đi, không hết bài trong khi đối phương hết bài đó. Lâu lâu ổng lại thích kiểu là rút hết bài của người ta. Rồi rút hai lá. Con này á. Gì đây? Rồi xong. Xong. Mới 500 rút được lá bài thì ổng nói mà uổng hai lá bài này của mình. Rồi nó lại trở về với mình.
giá này ổng cố tình ổng chơi câu giờ rồi. Coi đừng nói gì vậy mà thua nha, tôi buồn lắm á. Đôi khi đừng có cần kiểu cách thắng là được. Ông ơi, ông chơi kiểu cách quá là ông giống bạn Yu-Gi-Oh Tourist hôm qua. Múa cho đã, kết quả là ra Umi rồi đánh cáo huyền thoại cho cố vô, có cùng nhận thua đấy. Rồi, Tiki Elder. Trời ơi, một lá bài mà giá tới 1.500.000 là tiếc quá, mắc quá, không muốn mua mà phải mua các bạn. Nó ra như vậy nữa rồi xong lượt sau mà nó ra thêm một con quái mà nó mạnh mạnh xíu là ông thua nè. Nó chỉ cần ra con 1.700.000 thôi là ông đi rồi. À không, hơn quá, ra con 1.500.000. Rồi đấy, con 200 máu làm sao ông lật kèo được đây. Không mà còn 200 máu mà lật kèo được là hơi bị hay ấy nha. Ông bạn mình kiểu gì ông đang muốn đưa vô thấy kẹt con gián bài hay chứ nãy giờ mình thắng như thế nó trên nhiều quá rồi. Không sao, lâu lâu có một trận kèo dưới đậm lên coi cũng đáng. Rồi ok, vô đi ông bạn. Rồi gì nữa đây? À con này. Con này thì nó mới giống bản Madrid rồi đắt nét. Tức là nó làm mình mất máu thì mình sẽ bị rút một lá bài. Nhưng mà nó bắn mình trường hợp này là nó dở. Tại chính bản thân nó dăng vô mà nó là summon, bây giờ nó muốn ra cũng có. Cũng may là nó có trap chứ không là nó mất bài, cũng không mất một lá. Cái gì vậy? Mới vô trận mà ông. À, lại báo quan tài, cái ông này đúng kiểu là dịch vụ tăng lễ 4.000 năm kinh nghiệm các bạn ạ. Rồi vô, có Queen Ball luôn à. Rồi đúng kìa, ông muốn bật bài của người ta rồi. Trời, nhiều lá bài nhìn kinh dị mỹ quá ta. Tự bỏ xuống là thấy mất 300 rồi. Ê ông coi chừng nha, nó phá được một lá bài của ông thôi là ông mất 300 máu là ông đi đó nha. Tại ông không có đem lá cầm lá hồi máu theo đâu đó. Dứt. Rồi xong, ông thua. Anh nói rồi, chơi đừng có biểu diễn, không nói không chịu nghe, 900 máu luôn. Thiệt. Tính thức biểu diễn nó vậy đó. Bởi vì mình thích chơi cái thực dụng hơn là cái biểu diễn là tại vậy đó các bạn. Rồi thôi không sao, chơi chúng ta mới thua con gián à. Nãy giờ thắng, bữa giờ thắng nhiều rồi, thua con gián này cho nó vui. Rồi gián số 8 thắng thế nào ông đừng có thua đó. Tại nó vậy tập này hoài buồn lắm. Đánh 4 thì để thua 1 thôi. Chơi vô đã muốn kéo bài của người ta rồi. Ông kéo con này thì cũng được, mà nên kéo lá khác hơn. Kéo, à ông kéo thì ông lấy luôn. Nhưng mà lấy bắn cũng được, cũng không ý nghĩa gì mấy. Cái con này đúng cái kiểu con quỷ mà nó giống như nó tập hợp lại từ nhiều bộ phận của người ta vậy đó. Nếu các bạn để ý là nó giống như con quỷ mà nó lắp ráp rồi nhiều cái tay chân của người khác, cái con mắt gắn vô này kia kiểu lắp ráp, nó như là lắp ráp mô hình vậy đó. Nhưng mà mô hình này là mô hình sinh vật chứ không phải là mô hình bằng chất poker mấy con logo. Rồi máy khoan. Ê, con mảnh thú đeo mặt nạ này nguy hiểm rồi, rút luôn cả thần ra ra dứt. Rồi xong một phát rồi, thấy ông bắn hết được rồi. Nhưng mà nó bắn lại ông là ông mệt nè. Rồi ra một cái cục 500 này. Cũng mất 300. Không thèm đánh các bạn, đúng rồi, giá này nên thủ đi. Tại con đó mà nó thủ cả úp xuống thủ nó không phải 2.500 cũng là 3.000. Phải ít đâu. Rồi, và bây giờ xét theo quan điểm này thì mình nên khóa nó tấn công của hai bên luôn để phòng nó đánh mình. Mình úp con Hades này xuống rồi đã. 300 không thành vấn đề trong giai đoạn này. Rồi, vậy cũng tốt. Quăng bài của nó vô lại, nhưng mà bây giờ không ý nghĩa lắm đi chứ chuyện đó. 800. Quăng con này ra. Bây giờ cũng chỉ có thể bắn con 500 của nó mà lượt sau nó cũng lật cái bài nó qua ở đâu, ngu có để bài đó cho ông bắn. À nó lại để ngửa hai con này. À đúng rồi, khoan. Cái này đang hai bên đang không bắn được thì nó để cũng đâu có sao.
trời, hai bên đổ bê tông phòng thủ rồi. Tập này Obo đánh là không kiên, mệt lắm đây. Rồi phản đòn mà biết nó có đánh đâu mà phản. Rồi dứt ngàn rưỡi tại nó không có tráp bắn thoải mái, để lá này lên sân mà không có xung quanh là dở rồi. Rồi xong, đối phương mất hai lá bài. Cái lá mình cướp được có đối phương xem ra khá là hay, mặc dù cái lá đó mình cũng có. Rồi lật qua, nhưng mà nếu vậy thì ổng đang tự hại ổng thôi. Dở coi lên bắn là ngon nhất, tại nãy giờ mình đang thử. Coi gì đâu mà khen bi, ông làm vậy thì ông lỗ, cái lá đó nó phải nằm ngang mới có lợi chứ, cái lá nó nằm dọc là dở rồi. Không biết là ông tính ra mấy con này nhiều chi. À ổng thí đúng rồi, ổng sợ lá đó là Marufo đó các bạn. Hay là cái lá là chống công á, hạ dở quay lên cho nó bắn luôn, có gì chết là chết con này. Vậy là lá đó không phải chống công rồi. Trời, bài của hai bên đầy ở trên sân luôn. Ây da. À đúng đúng, đây là quyết định khôn ngoan. Lấy lá bài về. Coi lá này cũng đỡ, cái lá này bên bảo của Bakura Paris cũng vậy nè. Nó rất hay các bạn, chống summon hoặc là để mình bảo vệ summon của mình khỏi mấy cái lá trap dạng này cũng khá là ổn. Cái gì vậy ông tự xử mà ông la thấy ghê thế. Tự xử thì phải thanh thản chứ. Rồi mình ra Hades lại. Không còn phụ thuộc cái lá hồi sinh nữa luôn. Mà bản thân mình còn được rút bài không sao, 600 mình còn nhiều máu lắm. Rồi ông còn đang, ông bạn mà đúng kiểu ông thích vừa rút bài của người ta trong trường hợp này. Cái gì nữa đây? Mở con lên nữa hả? Mà còn xung quanh đâu mà đè. Rồi đối phương nó còn chút xíu máu mà ông cũng không tha nữa. Cái này nên hồi ở lượt của đối phương này hay hơn. Có đó mà vậy mà tới lượt sao mình lật con này qua luôn. Rồi khoan, nó có cháp nha, lật con Hades qua đi á. À đúng rồi, ông bà lần này ông cẩn thận nè. Đó đó đó, vậy mới đúng là Maurit của chúng ta chứ. Cái thua kiểu này người ta nói thì hóa ra ông đứng người ta đánh ông mình mới thắng à, đúng không? Đó vậy nó mới hay. Đây đây, quả này hay. Nhưng mà tự bóp luôn. Trời ơi, thiệt là cạn lời, mà cái này là hạn hán lời luôn rồi. Ok, vậy thì chúng ta thắng một cách khá là bất ngờ các bạn ạ. Tại đối phương tự bào máu mình thôi. Có vẻ như bản này thì Maurit cũng hay có cái xu hướng là tự bào máu mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.